Xin thân ái kính chào tất cả các bạn và chào tất cả mọi người. Tôi là Kiên Điện Nước. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn một cái kiến thức về đấu cái bảng điện nổi cực kỳ là đơn giản. Đây là cái kiến thức mà nó rất là sơ đẳng và dễ làm. Cái này thì khi chúng ta còn học vật lý ở lớp 6, xin lỗi các bạn, học vật lý ở lớp 7 thì chúng ta đã được học qua về cái bảng điện này rồi. Thì nếu bạn nào mà lâu rồi không còn nhớ mà muốn đấu cái bảng điện nổi này thì hôm nay tôi chia sẻ với các bạn cái cách đấu cái bảng điện nổi này nhé. Thì ở cái bảng điện này nó có một cái ổ cắm, đây là cái ổ cắm 3 và hai cái công tắc, đây công tắc điều khiển hai bóng đèn và đây là có một cái automat hai cực để bảo vệ cái thiết bị đầu ra của chúng ta, tức là để bảo vệ những cái thiết bị điện mà ta khi ta cắm vào đây cũng như là bóng cho cái bóng đèn này. Thì cái công tắc và cái ổ cắm này đã được bảo vệ bởi con automat này. Thì con át này là có công suất của nó là 20A các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ đấu nối và sẽ chia sẻ với các bạn. Thì hai công tắc này sẽ điều khiển hai cái bóng đèn. Mình sẽ coi như là cho nó điều khiển hai cái bóng đèn này. Thì bây giờ mình sẽ tháo nó ra, tháo các cái này nó rời ra và định vị, đánh dấu vào đây. Sau này mình sẽ chia sẻ các bạn cách đấu nhé. Và tôi đã cố định các cái thiết bị lên trên cái bảng nhựa này rồi các bạn. Thì bên đây là cái automat, còn giữa là công tắc, còn bên phía bên tay phải này là ổ cắm. Thì bây giờ mình sẽ dùng máy khoan khoan lỗ ở chỗ này, đầu và đuôi của cái át này cũng như là của công tắc này, ổ cắm này, để mình đi dây nguồn ra sau các bạn nhé. Đi dây nguồn đấu nối sẽ ra sau cái mặt này. Trước tiên thì tôi sẽ đấu nguồn vào, tức là nguồn từ công tơ cấp vào đấy các bạn nhé. Đây chúng ta đấu lên trên cái đỉnh át này. Như vậy là tôi đã đấu xong được cái nguồn từ công tơ vào. Kế tiếp thì bây giờ mình sẽ cấp nguồn từ cái át này cho sang ổ cắm và cho sang công tắc. Mình sẽ đưa dây pha sang công tắc và một dây sang bên ổ cắm. Bây giờ mình sẽ đưa cái dây
Này vào dây vào công tắc các bạn nhé. Ta sẽ đấu vào cái một cực ở bên phía tay phải này. Đây là hai cái đường ra các bạn nhé. Thì nó hai dây đèn nó sẽ đấu vào bên này. Như vậy là tôi đã đấu xong cái dây pha mà cấp sang bên cái hai công tắc. Tiếp theo tôi sẽ đưa một dây còn lại là dây pha này sang cái ổ cắm này. Như vậy là mình đã đấu cái dây pha xong rồi. Đây các bạn nhìn này. Đây nguồn đi vào từ công tơ này, đi qua automat này, xuống dưới chân và cấp sang ổ cắm và cấp sang công tắc. Tiếp đến thì mình sẽ đấu dây ra đèn. Bây giờ mình sẽ đấu hai cái dây điều khiển vào hai cái chân còn lại này của cái công tắc. Và dây trung tính ta sẽ đấu tập trung tất vào dưới cái cực còn lại của cái át. Và đây là dây trung tính đi sang cái ổ cắm này. Và hai dây trung tính này là dây ra đèn. Còn đây là hai dây điều khiển qua công tắc. Thì bây giờ dây trung tính này mình sẽ luồn vào đằng sau cái at. Dây màu xanh này mình sẽ đưa nốt sang bên ổ cắm.
Ok, như vậy là tôi đã đấu xong coi như là nguồn cấp cho công tắc và cho ổ cắm xong hết rồi. Bây giờ hai dây điều khiển ra bóng đèn, còn lại hai dây điều khiển bóng đèn này tôi sẽ đưa vào đấu nốt vào hai cái chân còn lại của công tắc. Như vậy là mình đã đấu gần như hoàn chỉnh rồi các bạn nhé. Đây mình sẽ quay lại cho các bạn xem một lần nữa. Đây là dây nguồn từ vào cung từ ngoài công tơ vào trên đỉnh áp này. Đây là dây pha này, đuôi áp này. Đây dây trung tính này, đi ra ổ cắm này, ra bóng đèn này. Hai dây trắng này là hai dây trung tính ra bóng đèn các bạn nhé. Còn hai dây này này là hai cái dây điều khiển này của công tắc này. Như vậy là mình đã đấu dây là xong hết rồi. Bây giờ mình sẽ lắp các cái mặt tre vào và đấu điện cấp vào cũng như là để ra bóng đèn. Như vậy là tôi đã đấu xong cái bảng điện. Tôi đã cấp điện vào rồi. Bây giờ tôi sẽ thử cho các bạn coi. Một điều chúng ta đảm bảo rằng an toàn tuyệt đối khi ta sử dụng bật công tắc bóng đèn này cũng như là khi ta sửa chữa. Nếu ta không tắt gas automatic này đi thì sẽ rất là nguy hiểm. Nên là chúng ta phải cấp điện nó phải thật đúng. Thì mình đã cấp điện về đây các bạn. Đây. Chúng ta đã cần đảm bảo rằng là ta cấp điện là phải đúng pha. Đấy. Đấy. Các bạn thấy không? Nó phải đúng nhá. Thì là cái công tắc này nó điều khiển là nó phải điều khiển dây pha. Nếu mà chúng ta để nó bị lộn pha, lệch pha thì khi ta có thể là sửa chữa, có thể là ăn mất an toàn chưa? Thì bây giờ tôi sẽ đậy cái nắp an toàn của cái át này vào và bật điện cho các bạn xem. Đây hai công tắc điều khiển bóng đèn. Đó. Bóng màu vàng và bóng màu đỏ kia. Đã được tắt. Đó. Ok.
Thì hôm nay tôi đã làm một cái clip để chia sẻ với các bạn về cách đấu một cái bảng điện nổi bằng nhựa nó như này. Cái này bây giờ thì mình sẽ lắp vào tường. Lắp vào tường thì toàn bộ cái dây này nó sẽ úp được sau cái đằng sau cái mặt này. Đây, các bạn nhìn lại một lần nữa nhá. Đây là dây nguồn từ công tơ vào các bạn này. Và bên dưới này là dây trung tính đấu tập trung tất cả các vị áp này. Còn đây là hai dây pha đi sang bên ổ cắm và sang bên bóng đèn. Còn đây là dây trung tính đi sang ổ cắm này. Rồi, ok. Nếu mà bạn nào mà chưa biết cách đấu thì sau khi xem cái video này thì tôi hy vọng là các bạn sẽ biết đấu một cái bảng điện cho gia đình nhà mình. Còn nếu bạn nào đã biết rồi thì xin bỏ qua video này. Và đừng tiếc gì cho tôi xin một like và nhớ đăng ký kênh ủng hộ tôi để có nhiều dịp chia sẻ với các bạn. Rồi, xin chào các bạn và hẹn các bạn ở những cái clip tiếp theo.